Đặng Văn Lâm đền bù hợp đồng 3 tỷ, câu lạc bộ Hải Phòng tiếc đứt ruột. Với một ngôi sao lớn như Đặng Văn Lâm, nhưng câu lạc bộ Hải Phòng chỉ được nhận lại 3 tỷ tiền phá vỡ hợp đồng, khiến đội bóng này cảm thấy tiếc đứt ruột. Ngay sau khi có thông tin Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu từ mùa giải 2019, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng đã tiết lộ mức phí phá vỡ hợp đồng của thủ thành 26 tuổi này với đội bóng đất cảng. Ông Hùng cho biết, sau khi cộng hết các khoản từ lương đến phí bồi hoàn hợp đồng, Lâm Tây sẽ phải trả cho câu lạc bộ Hải Phòng khoảng 3 tỷ đồng. Sắp tới, hai bên còn ngồi lại với nhau để giải quyết nốt một số thủ tục, tuy nhiên mức đền bù gần như không có nhiều thay đổi. Ông Hùng thừa nhận đội bóng đất cảng dù rất muốn giữ chân ngôi sao số 1 của mình nhưng đành bất lực bởi số tiền đền bù khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quá thấp và dễ dàng bị phá vỡ. Theo người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng, trước đó ít ai nghĩ Văn Lâm lại có thể vụt sáng trở thành một ngôi sao lớn ở tuyển Việt Nam như hiện tại, nên không tính đến trói hợp đồng bằng chục tỷ hay triệu đô nên giờ đành phải chấp nhận. Về phần mình, thủ thành Văn Lâm thông qua người đại diện đã chủ động gửi đơn xin thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng và thể hiện nguyện vọng muốn được ra nước ngoài thi đấu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nếu tiếp tục ở lại Việt Nam, tôi vẫn có những điều kiện thuận lợi cũng như sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người. Nhưng tôi không muốn đặt mình trong vùng an toàn mà thích dấn thân, đương đầu với những thử thách để có trải nghiệm mới trong sự nghiệp thi đấu của mình. Quan trọng là tôi chưa muốn dừng lại và hài lòng với bản thân mình. Tôi luôn muốn học hỏi. Văn Lâm chia sẻ. Hiện tại Văn Lâm đang cùng tuyển Việt Nam tập trung tại Qatar, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019. Được biết, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ lên đường sang Thái Lan ngay sau khi ASEAN Cup 2019 khép lại để cùng Mangthong United chuẩn bị cho Thai League 2019 khởi tranh ngày 22 tháng 2 tới. Câu lạc bộ Mangthong United cũng đã có kế hoạch tổ chức buổi lễ họp báo và ra mắt hoành tráng dành cho Đặng Văn Lâm. Gia nhập đội bóng xứ Chùa Vàng, người gác đền cao 1m88 của đội tuyển Việt Nam có thể nhận mức lương hơn 10.000 đô la Mỹ một tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi không rời Việt Nam, tôi còn đói dân hiệu. Sáng ngày 31 tháng 12, tờ báo New Zone của Hàn Quốc đã đăng tải về những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo, đang nói huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam để chinh phục thêm nhiều danh hiệu khác trong tương lai. Tôi sẽ không rời Việt Nam, chẳng việc gì phải đi đâu cả, trước mắt là mục tiêu ASEAN Cup, nhưng tôi còn rất nhiều mục tiêu quan trọng trong tương lai. Hợp đồng của tôi còn thời hạn một năm nữa mới kết thúc và tôi còn đói những danh hiệu. Tôi muốn tiếp tục gắn bó để phát triển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói trên tờ báo New Zone. Sở dĩ huấn luyện viên Park Hang-seo nói điều kể trên là truyền thông Hàn Quốc cho rằng có một số câu lạc bộ K-League giải vô địch quốc gia Hàn Quốc muốn mời huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam về làm việc. Tuy nhiên, ông Park khẳng định không phải đi đâu vì có tham vọng giành thêm danh hiệu với tuyển Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Park không ít lần bày tỏ niềm hạnh phúc lớn trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Park đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tột cùng trong năm 2018 sau khi liên tiếp mang đến những thành công lớn với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018. Lời phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo trên truyền thông Hàn Quốc được xem là món quà lớn cho người hâm mộ Việt Nam trước thời điểm kết thúc năm 2018. Nhiều ý kiến lo lắng huấn luyện viên Park có thể chia tay bóng đá Việt Nam sau một năm gặt nhiều thành công vang dội. Bây giờ, huấn luyện viên Park khẳng định chắc nịch không rời Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng năm 2018 là khởi đầu cho bóng đá Việt Nam. Thay vì nghe nhiều sự tán dương bởi sự nổi tiếng như cơn gió, điều quan trọng là sau những thành công trong năm 2018 cần có thêm những bước tiến cho tương lai. Trong năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam sẽ bước vào thử thách đầu tiên là vòng chung kết ASEAN Cup. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với những Iraq, Iran, Yemen. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành 4 điểm để có vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Báo Iran, lạ như Việt Nam, toàn người vô danh cũng mơ vô địch. Tờ Vazirsi của Iran đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng Việt Nam khi cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo toàn người vô danh cũng mơ vô địch. Tờ thể thao nổi tiếng của Iran mở đầu bài viết bằng dòng tiếp phụ giấc mơ vĩ đại của đối thủ Iran và ngay sau đó là dòng tiếp chính lạ như Việt Nam toàn người vô danh cũng mơ vô địch. Ở phần dẫn bài, tờ báo này nhấn mạnh đối thủ của Iran, đội tuyển Việt Nam là đội bóng lạ khi không có cầu thủ nào nổi tiếng và có 7 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Hà Nội cùng độ tuổi trung bình 23,2 tuổi. Tiếp đến ở phần bài viết,
Tờ Vazhashi một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam là đội bóng vô danh với tất cả những cầu thủ đang chơi ở trong nước. Việt Nam là một trong số ít những đội bóng dự Asian Cup 2019 mà không có cầu thủ nổi tiếng. Chưa dừng lại, tờ Vazhashi với giọng điệu thiếu tôn trọng tiếp tục gọi huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam cũng là một người vô danh. Tờ này viết, huấn luyện viên Park Hang-seo là một huấn luyện viên vô danh trong đội bóng không mạnh mẽ. Park Hang-seo có lịch sử huấn luyện những đội bóng hạng dưới của Hàn Quốc trước khi đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2017. Vẫn với giọng điệu mỉa mai, tờ Vazhashi viết, điều thú vị là tuyển Việt Nam đăng ký dự Asian Cup với 7 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Hà Nội gồm Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Trung, Ngân Văn Đại. Và các cầu thủ Việt Nam chỉ có độ tuổi trung bình là 23,2. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ muốn kết hợp các cầu thủ trẻ với nhau tại Asian Cup. Nhưng người duy nhất trên 30 tuổi của Việt Nam là anh Đức. Cầu thủ này 33 tuổi đã giành nhiều chức vô địch cùng câu lạc bộ Bình Dương và là vua phá lưới V-League mùa trước. Cuối cùng, tờ báo này đề cập đến những trận đấu của Việt Nam tại AFF Cup 2018 và cho rằng đây là động lực để Việt Nam hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ tại Asian Cup với việc giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Có lẽ đó là lý do tại sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã vẽ một mục tiêu là một chức vô địch cho đội bóng này, tờ Vazhashi kết lại. Bị tố mắc bệnh ngôi sao ở lễ trao giải quả bóng vàng 2018, Quang Hải phản pháo. Sau lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quang Hải bị một nhà báo tố mắc bệnh ngôi sao không thân thiện với giới truyền thông. Song dân mạng tìm ra ảnh Quang Hải thể hiện thái độ hết sức bình thường, thậm chí từ tốn khi một số người cố tình đu bám. Quang Hải, anh Đức đều không thoải mái và khó xử tại sự kiện này vì hai MC đặt câu hỏi thiếu tế nhị với khách mời. Cụ thể hơn, trong thời gian bình chọn hạng mục quả bóng vàng nam, MC Tường Vi Thiên Vũ hớt hỏi hai cựu danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đến Harry Won, Hoa hậu Tiểu Vi, rồi tự hỏi nhau dự đoán ai sẽ thắng giải giữa Quang Hải và anh Đức. Quả thật vậy, Quang Hải vô cùng gượng gạo khi được Hồng Sơn, Huỳnh Đức gọi tên, vô duyên hơn khi được Thiên Vũ mớm lời thì Tường Vi mạnh dạn đoán Quang Hải sẽ đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2018 và còn cười tươi. Nụ cười đó của cô gái trẻ đẹp nhưng kém duyên chắc chắn khiến anh Đức phải suy nghĩ nhiều. Dù vậy, nhà báo tự nhận là đàn anh thân thiết với nhiều cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam đã đăng ta tốt cảnh báo Quang Hải và Văn Hậu rằng đừng nghĩ bản thân mình quá tài giỏi và nhiều người yêu mến mà tỏ ra khinh thường người khác, nhất là với truyền thông. Là cầu thủ trẻ, hãy cố gắng rèn luyện cho tốt, đặc biệt là nhân cách vì chỉ mới nổi tiếng mà đã bộc lộ bản chất ngôi sao sớm của em, không ổn các bạn ạ. Cách đây vài tiếng, Quang Hải đã phản pháo qua dòng chia sẻ trên Facebook cá nhân. Cụ thể hơn, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội viết, Hải không đá bóng để trở thành một người hùng, Hải cũng không đá vì những lời tung hô, không vì hào quang mà quên đi nhiệm vụ. Bàn chân Hải gắn liền với sân cỏ, trái tim Hải kết nối cùng, hàng triệu triệu con người Việt Nam khao khát mang vinh quang về cho đất nước. Lời phản hồi của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2018 được cho nhẹ nhàng và tinh tế khi bị tố mắc bệnh ngôi sao. Tranh chân dung huấn luyện viên Park Hang-seo bán hơn 243 triệu đồng. Qua màn đấu giá căng thẳng của ba nhà sư cầm tranh, bức chân dung người thầy của tôi được mua với giá gấp đôi giá khởi điểm. 10.500 USD là mức giá cuối cùng cho bức tranh người thầy của tôi. Mức giá này được xác lập tại phiên đấu giá số 19 có tên Chào 2019 của nhà đấu giá chọn diễn ra tối ngày 30 tháng 12 tại 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Người thầy của tôi được lên sàn với mức giá khởi điểm là 5.000 USD. Các nhà sưu tầm muốn sở hữu bức tranh này đều không có mặt tại phiên đấu mà tham gia thông qua hình thức ủy quyền. Ban đầu, hai nhà sưu tầm số 18 và 58 đấu sát nhau đẩy mức giá tranh lên cao, nhưng cuối cùng cây búa được gõ ở mức 10.500 USD dành cho nhà sưu tầm số 98. Với mức giá này, bức tranh đã đạt lũy tiến 110%, cùng số tiền mua tranh, người mua sẽ trả thêm một phần thuế. Chủ sở hữu cũ của bức tranh là ông Nguyễn Xuân Cường đã tặng một nửa số tiền tranh khoảng 121 triệu đồng cho quỹ Hiểu về trái tim. MC Phan Anh đại diện cho quỹ Hiểu về trái tim nói, với số tiền này sẽ giúp cho 5 em nhỏ mổ tim, một nửa còn lại sẽ dành cho các họa sĩ trẻ có triển vọng.
Đặc biệt, người điều khiển lô đấu giá bức người thầy của tôi là bình luận viên bóng đá Quang Huy. Bình luận viên Quang Huy nói, năm 2018 là một năm phát của bóng đá Việt Nam, Á quân U23 châu Á vào bán kết Asian, vô địch VFF Cup. Các thành tích đó đều rất xứng đáng vì chúng ta đã có lứa cầu thủ chất lượng. Các thành công đó đều có dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những gì ông làm không chỉ là huấn luyện viên mà còn là một người thầy. Hòa trong niềm vui hân hoan của biển cờ khắp dân tộc khi đạt thành tích, sự trân trọng dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, bức tranh người thầy của tôi ra đời. Bức tranh thể hiện thần thái của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều cá tính, nhiều trăn trở, đồng cảm với chúng ta, bình luận viên Quang Huy nói. Theo bình luận viên Quang Huy, hiện tại thầy trò ông Park Hang-seo đang chuẩn bị tham gia giải đấu ASEAN Cup, vì thế có được bức tranh này trong nhà không chỉ có giá trị với người yêu nghệ thuật mà còn có rất ý nghĩa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc đấu giá thành công bức tranh người thầy của tôi có phần không nhỏ sự tham gia điều khiển sôi nổi, đậm tinh thần thể thao của bình luận viên Quang Huy. Bức tranh người thầy của tôi được họa sĩ Trần Thế Vĩnh thực hiện trong 3 ngày, có kích thước 73x92cm, chất liệu sơn dầu. Trong tranh, các đường nét, màu sắc trên khuôn mặt thể hiện khí chất của huấn luyện viên Park Hang-seo đặt tả vào đôi mắt và miệng. Trong tranh, ông Park Hang-seo đang đặt tay lên ngực, gợi nhớ hình ảnh vị huấn luyện viên đang hát quốc ca. Phía sau ông, sắc đỏ gợi tới quốc kỳ Việt Nam. Tôi dùng hết cảm nhận và sự cảm mến của mình về ông ấy để truyền từ tâm ra tranh, họa sĩ Trần Thế Vĩnh nói. Họa sĩ muốn thể hiện khí chất mạnh mẽ, sự kiên nghị, trách nhiệm và tinh thần nhân văn của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Bên cạnh bức tranh người thầy của tôi, phiên số 19 của nhà đấu giá nghệ thuật chọn còn có nhiều tác phẩm với chủ đề tươi vui chào năm mới. Một số tranh đặt giá cao tại phiên đấu là tác phẩm của họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Hoàng Hồng Cẩm.